À Hàng nghìn bài giảm miễn phí liên tục cập nhật và đổi mới vào thư Việt Nam tải ngay Xin chào các em Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với Lesson 3 của Unit 12 Trong bài học ngày hôm nay Chúng ta sẽ học cách phát âm về nguyên âm kép Yêu và viết về nghề nghiệp và nơi làm việc của các thành viên ở trong gia đình mình. Bây giờ các em hãy mở sách giáo khoa trang số 16 và 17 giúp cô nhé. Bài học ngày hôm nay của chúng ta bao gồm có 6 hoạt động và chúng ta sẽ lần lượt đi tìm hiểu từng hoạt động nào. Trước tiên là hoạt động số 1 liên quan đến phần ngữ âm của chúng ta. Listen and repeat. Hãy nghe và nhắc lại. Đây chính là cái, hai cái nguyên âm kép mà cô vừa giới thiệu. Hai cái nguyên âm kép này thì chúng ta đều có một cái cách đọc phổ biến đó là ee. Bây giờ cô sẽ bật đoạn băng ghi âm cho chúng mình nghe để chúng mình dễ hiểu hơn nhé. Page 16, Lesson 3, Activity 1. Listen and repeat. E Field. My grandpa works in a field. Peace. I want a piece of chocolate. E. Teacher. My mother is a teacher. Reading. She's reading a book now. A. Như vậy là đoạn băng của chúng ta đã kết thúc rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhắc lại theo đoạn băng này nhé. Page 16, Lesson 3, Activity 1. Listen and repeat. E E field field cánh đồng. My grandpa works in a field. My grandpa works in a field. Ông của tôi thì làm việc trên một cánh đồng. Peace. Peace. Mau. I want a piece of chocolate. I want a piece of chocolate. Tôi muốn một mẩu sô cô -la. E Teacher Teacher Giáo viên My mother is a teacher. My mother is a teacher. Mẹ của tôi là một giáo viên. Reading Reading Đọc She's reading a book now. She's reading a book now. Bây giờ thì cô ấy đang đọc một cuốn sách. Chúng mình đã nắm rõ cách phát âm của hai cái nguyên âm kép này chưa nào? Chúng đều là y. E. Bây giờ cô sẽ bật đoạn băng ghi âm thêm một lần nữa và các em sẽ tự nhắc lại theo đoạn băng này nhé. Page 16, Lesson 3, Activity 1. Listen and repeat. E. Field. My grandpa works in a field. Piece. I want a piece of chocolate. E. Teacher. My mother is a teacher. Reading. She's reading a book now. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cái bước đầu tiên về hai cái nguyên âm này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có một chút luyện tập liên quan đến hai âm này ở bài tập số 2. Listen and circle then say the sentences with the circled words. Hãy nghe và khoanh tròn, sau đó thì đọc các câu với tiếng từ được khoanh tròn. Ở đây thì chúng ta có hai câu hỏi này, mỗi câu mình chỉ có duy nhất hai đáp án mà thôi và chúng ta sẽ phân biệt hai cái đáp án này với nhau. Field, pits, teaching, reading. Rất đơn giản phải không nào? Chỉ cần chúng ta nghe kỹ là chúng ta sẽ phân biệt được và làm được bài tập số 2 này. Bây giờ ở lần nghe đầu tiên thì cô sẽ bật đoạn băng ghi âm cho chúng mình tự làm nhé. Page sixteen, activity two: Listen and circle, then say sentences with the circled words. One: Where's my piece of chocolate? Two: Miss Hien is reading a dictation. Vô cùng đơn giản, bài nghe nó đã kết thúc rồi đây mạ. và cô hy vọng là chúng ta đều đã tìm ra được đáp án chính xác cho cả hai câu này. Bây giờ chúng ta sẽ nghe lại đoạn băng một lần nữa để đi tìm ra cái phương án đúng. Page 16, activity 3. 16, activity 2. Listen and circle, then say sentences. With the circled words. One, where's my piece of chocolate? One, where's my piece of chocolate? Where's my piece of chocolate? Màu sô cô la của tôi đâu mất rồi? Ở đây chúng ta có từ peace, chính là từ xuất hiện trong phương án B. Vì vậy phương án đúng cho bài tập số 2 này sẽ là B. 2. Miss Hien is reading a dictation. 2. Miss Hien is reading a dictation. Trong cái câu số 2 này, chúng ta có reading. Vì vậy phương án đúng cho câu 2 cũng là B. Cô hiền đang đọc một bài chính tả. Có lẽ là cô Hiền đang đọc cái bài chính tả này cho cả lớp viết đúng không nào? Vậy là tổng kết lại đối với bài tập số 2, cả hai câu của chúng ta đều có phương án đúng là B. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe thêm đoạn băng ghi âm này một lần nữa nhé. Page 16. Activity 2. Listen and circle. Then say sentences with the circled words 1 where's my piece of chocolate 2 miss Hien is reading a dictation okay chúng ta sẽ kết thúc cái hoạt động ngữ âm đầu tiên tại đây và bây giờ mình sẽ đến với một cái bài tập hơi giải trí một chút đó chính là hoạt động số 3 Let's chant. Chúng ta hãy cùng vỗ tay theo bài hát nào. Bây giờ cô sẽ bật cái bài hát này cho chúng mình nhé. Page 16, activity 3. Let's chant. Jobs and places of work. 1 2 3 4. What does your father do? He's a farmer. Where does he work? In a field. What does your mother do? She's a teacher. Where does she work? In a school, what does your sister do? She's a worker. Where does she work? In a factory, what does your brother do? He's a clerk. Where does he work? In an office? Chúng ta vừa nghe xong cái bài hát, bài hát nói về nghề nghiệp và những nơi làm việc của từng ngành nghề khác nhau. Bây giờ cô sẽ bật cho chúng ta nghe bài hát này thêm một lần nữa và các em cũng sẽ chuẩn bị tinh thần đó là chúng mình sẽ dịch cái bài hát này sang tiếng Việt nhé. Page 16, activity 3. Let's chant. Jobs and places of work. 1 2 3. Four. What does your father do? He's a farmer. Where does he work? In a field, what does your mother do? She's a teacher. Where does she work? In a school, what does your sister do? She's a worker. Where does she work? In a factory, what does your brother do? He's a clerk. Where does he work? In an office. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dịch bài hát này nào. Nghề nghiệp và những địa điểm làm việc của nghề nghiệp đó. Bố của bạn làm nghề gì? Ông ấy là một người nông dân. Bố của bạn làm việc ở đâu? Trên một cánh đồng. Mẹ của bạn làm nghề gì vậy? bà ấy là một giáo viên bà ấy làm việc ở đâu ở một ngôi trường chị của bạn làm nghề gì chị ấy là một công nhân chị ấy làm việc ở đâu vậy ở một nhà máy anh của bạn làm nghề gì anh ấy là một nhân viên văn phòng anh ấy làm việc ở đâu vậy ở một văn phòng. Chúng ta sẽ kết thúc ba nội dung đầu tiên của ngày hôm nay tại đây và đến với một kỹ năng đọc đó là bài tập số 4. Read and complete. Hãy đọc và hoàn thành. Trong bài tập số 4 này, chúng ta cũng có một đoạn văn ở bên trên. Nhiệm vụ của chúng ta đó là phải dựa vào nội dung của đoạn văn bên trên để có thể hoàn thành được các cái nội dung còn thiếu ở bên dưới. Cụ thể, trong bài tập này thì chúng ta có một cái report là một cái báo cáo và chúng ta cần phải hoàn thành cái bảng ở bên dưới này về nghề nghiệp và nơi làm việc. Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung của cái báo cáo bên trên nhé. This is the report of my interview with Phong đây là bài báo cáo của tôi về cuộc phỏng vấn với Phong. His father is a teacher. Bố của cậu ấy là một giáo viên. He works in Lê Hồng Phong Primary School. Ông ấy làm việc ở trường tiểu học Lê Hồng Phong. His mother is a nurse. Mẹ của cậu ấy là một y tá. She works in Thanh Nhàn Hospital. Bà ấy làm việc ở bệnh viện Thanh Nhàn. Phong has a brother, but he doesn't have a sister. Phong có một người anh, nhưng mà cậu ấy không có chị gái. His brother is a worker in a car factory. Anh của cậu ấy là một công nhân ở một nhà máy ô tô. And as you know, Phong is a pupil in class 4a. Và bạn biết đấy, Phong thì là một học sinh của lớp 4A. Thank you for reading. Cảm ơn vì bạn đã đọc. Như vậy, chúng ta có thể nhìn thấy những thông tin nằm ở trong cái bảng này mà chúng ta cần hoàn thành, đó là về bố mẹ và anh trai của bạn Phong. Bây giờ mình sẽ tìm những cái thông tin đó xem nó ở vị trí nào của bài học nhé. Đầu tiên, father. Đây đúng không nào? Tiếp theo, đó là mother và brother. His brother, his, his father is a teacher. Bố của cậu ấy là một giáo viên. Teacher. He works in Lê Hồng Phong Primary School. Làm việc tại trường tiểu học Lê Hồng Phong. Tiếp theo đó là mẹ. His mother is a nurse. Mẹ của bạn ấy là một y tá. He works in Thanh nhán Hospital và cuối cùng đó là anh của bạn phong His brother is a worker in a car factory vậy nghề nghiệp của anh ấy đó là một công nhân Worker Địa điểm làm việc đó là A car factory Tại một nhà máy ô tô Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái bảng của bài tập số 4 rồi đây các em ạ Bây giờ chúng ta đến với bài tập số 5 xem là bài tập số 5 có gì nhé Write about the jobs of your family members and where they work. Hãy viết về nghề nghiệp của những thành viên trong gia đình em và nơi mà họ làm việc. À, như vậy là cái bài tập số 5 này về mặt nội dung thì nó cũng không khác gì so với bài tập số 4. Chúng ta cũng kể ra từng thành viên trong gia đình làm nghề gì, nhưng mà thay vì nói về một người bạn của mình thì mình lại nói về gia đình của mình. Câu đầu tiên chúng ta sẽ giới thiệu về số lượng thành viên trong gia đình của chúng ta. There are four people in my family chẳng hạn gia đình của tôi có bốn người chúng ta có thể viết số hoặc là viết chữ nhé đầu tiên đó là bố chúng ta giới thiệu là bố mình làm nghề gì và bố mình làm ở đâu chẳng hạn như cô thì bố mẹ cô đều là giáo viên vì vậy ở câu mô tả về bố cô sẽ viết my father is a teacher tiếp theo là đến nơi làm việc đúng không nào he works in A primary school. đó cô không muốn nói tên ra thì cô chỉ kể là à bố cô làm ở một trường tiểu học tiếp theo thì đến mẹ cô thì cô cũng tương tự My mother is a teacher. She works in a Primary school. 2 Bà ấy cũng làm việc ở một trường tiểu học. My brother or sister. À cô thì cô có em gái cho nên là sẽ là my sister. My sister is a student. Mm -hmm. Em gái tôi là một học sinh. She is a pupil in class 7A. Cô ấy là một học sinh của lớp 7A. Đó. Đó là giới thiệu xong về bố, mẹ và em gái. Cuối cùng đó là giới thiệu về bản thân mình. And I am a teacher. I work in a high school. Và tôi là một giáo viên, tôi làm việc ở một trường trung học phổ thông chẳng hạn. Đó thì cái bài tập số 3 này nó là một cái ví dụ, một cái gợi ý mà cô mô tả cho chúng ta về cái cách mà mình sẽ hoàn thành cái bài tập số 5 này. Tương tự như những cái gì mà cô viết và cô gợi ý các em cũng có thể học và uh, viết về những cái thông tin thật của chúng ta về gia đình của chúng ta thứ nhất đó là tên nghề nghiệp và thứ hai đó là người đó làm việc ở đâu ok chưa như vậy là đối với mỗi người chúng ta sẽ phải mô tả bằng hai câu cho cô nhé đó là nội dung của bài tập số 5 Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập số 6. Bài tập số 6 này thì là một cái dự án, trong đó các em sẽ đi phỏng vấn hai người bạn học của mình về nghề nghiệp của bố mẹ họ, sau đó thì hãy nói cho cả lớp về chúng. Ở đây sách giáo khoa đã kẻ sẵn cho chúng ta cái bảng kết quả để chúng ta có thể điền kết quả vào. Thứ nhất, dòng đầu tiên, interviewee's name là cái người được phỏng vấn tên là gì? chúng ta điền vào đây chẳng hạn bạn peter và bạn mai đó là hai bạn cô phỏng vấn đối với bạn peter thì chúng ta sẽ phỏng vấn về bố mẹ tên nghề nghiệp và địa điểm làm việc chẳng hạn bạn peter bố của bạn ấy làm bác sĩ doctor còn mẹ của bạn ấy thì là một nhân viên văn phòng clerk thế thì bố của bạn ấy làm việc tại hospital nhưng mà tên là gì thì chúng ta điền vào và mẹ của bạn ấy cũng làm tại một văn phòng tên là gì chúng ta cũng bổ sung tương tự đối với bạn mai thì nội dung nó cũng giống hệt vì vậy các em có thể hỏi và trả lời những cái câu hỏi liên quan đến nghề nghiệp và nơi làm việc một cách rất là dễ dàng vì chúng ta đã được học hai cái cấu trúc hỏi và trả lời hai nội dung này ở trong lesson 2 rồi. Bạn nào mà không nhớ thì các em có thể mở lại để xem giúp cô nhé. Bài học, bài tập số 6 này cũng đã kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta. Cô rất cảm ơn sự chú ý của các em đối với bài học và hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo. Khóa học Việt rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học của Việt rách